Chưa bao giờ được mục sở thị cá hoàng đế, hoàng đế Thác Bà này. Quá đẹp luôn này. Hôm nay được review xác cá hoàng đế này, mục sở thị luôn. Trời ơi, nó đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Cá hoàng đế Thác Bà nổi tiếng. Trời bể cá. Không còn gì bằng nữa. Rồi, hai bố con ơi. Tiến Hiệp với lại Thanh Tùng này. Đây, trong mục sở thị cá Hoàng đế Thác Bà nhân dịp dã hoa tại gia đình nhà bác Thanh Trịnh. Trời ơi, về cá. Ok. Đấy, thấy chưa? Giới thiệu từ bên này cho mình rồi. Giới thiệu cả nhà hôm nay mục sở thị cá Hoàng đế Thác Bà. Chị không muốn nghe là Thác Bà là cá Hoàng đế nhé. Chúng tôi luôn là cá này là cá nổi tiếng thì là những vua dân được ăn, nhưng bây giờ dân vẫn ăn bình thường. Đang đồ ăn được. Được rồi. Con tan nha. Thì cá Hoàng đế nhưng mà nó lại còn cá hoàng đế có biếu này. Trời ơi, con này con chép rồng gần chục triệu bạc, gần chục triệu bạc con chép rồng này. À thế là cá cá hoàng đế nhưng mà lại có con, nó có những con nó có biếu nữa. Biếu nó có giá trị mấy triệu vào một con để theo chủ nhà. Quá tuyệt vời luôn nhỉ. Ôi dồi. Điều này phải nuôi cá cảnh thôi. Đấy, cá chép rồng có biếu rồi. Ôi, hai con rồi đó. Hai con chép rồng. Hai con chép rồng có biếu rồi. Tuyệt vời luôn. À rồi rồi rồi. Ôi, quay chụp cá hoàng đế này. Mãi không chán. À, hôm nay này, phát hiện lần đầu tiên này con cá hoàng đế biếu. Cá hoàng đế biếu có giá trị hơn. Quá tuyệt vời luôn.